Vâng chị Hoa ơi, khoảng một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi, thì không biết là đến thời điểm này thì gia đình chị Hoa đã sắm sửa Tết đến đâu rồi ạ? Thực ra thì tôi cũng chưa sắm gì được nhiều, nhưng mà vẫn còn một tháng nữa mới đến Tết, cho nên là nếu mà để mà mua sắm trước Tết ý, thì chắc có lẽ là mình chỉ dám là mua sắm những cái đồ cô thôi, đúng không? Và chủ yếu là tôi cũng hay thích ăn những cái đồ kiểu ăn vặt này, rồi là đồ sấy khô nhưng mà nó healthy một chút. Ví dụ như là cái túi như cái khoai lang tím sấy này chẳng hạn. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà tôi rất là ưa thích khi mà sử dụng cho cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, và đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà tôi ưu tiên để sắm Tết trước. Và qua cái tìm hiểu của chúng tôi ấy, thì khoai lang sấy, bên cạnh khoai lang sấy hiện giờ rất nhiều loại nông sản đã được đưa vào chế biến để không chỉ gia tăng khẩu vị cho người tiêu dùng mà còn giúp nâng cao giá trị nông sản, tránh tình trạng được mùa mất giá, vốn rất quen thuộc với người nông dân Việt Nam chúng ta mấy năm vừa qua phải không ạ? Vâng, đúng là như vậy, và liên kết chuỗi giá trị để giải được bài toán được mùa mất giá cũng chính là nội dung chính trong chương trình đặc sản OCOP ngày hôm nay đề cập đến. Và để góp phần giải bài toán này thì không thể không kể đến các đơn vị chế biến đã góp phần đưa các sản phẩm rau củ quả của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, giúp cho người nông dân được nâng cao giá trị nông sản của mình. Vâng, và cùng bàn luận về câu chuyện này, trường quay ngày hôm nay rất vinh dự được chào đón bà Đỗ Minh An, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng An Food, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Phát Food, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, một trong những đơn vị lớn về xuất khẩu trái cây sấy thời gian qua. Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và vượt qua cái quãng đường là hơn 2.000 km để có mặt tại trường quay ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, và trước khi bước vào cuộc trò chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay trong trường quay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. 500 đồng 1 kg khoai lang, đó là thời điểm giá khoai rất thê thảm tại thủ phủ khoai lang tỉnh Vĩnh Long. Tại thời điểm đó, ước tính mỗi công khoai lang, nông dân phải chịu lỗ từ 15 đến 20 triệu đồng. Một công nó mười mấy triệu nữa rồi, ta nhiều khi ta mận rồi khoai nó không có giá, ta cũng nản dữ lắm. Người nào không rồi tiền công tiền cán nó ba bốn thứ nữa, nó trải qua từng đợt vậy đó. Đứng trước bài toán được mùa mất giá, để góp phần chung tay cùng người nông dân giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp, một nhà máy chế biến rau củ quả sấy đã được ra đời tại. Bên cạnh sản phẩm khoai lang sấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phát Food cũng thu mua hàng tấn nguyên liệu trái cây khác như chuối, mít từ những vùng trồng an toàn trên địa bàn. Thông qua liên kết chuỗi, mỗi năm doanh nghiệp đã góp phần tiêu thụ hàng trăm nghìn tấn nông sản cho nông dân, giải quyết thực trạng được mùa rớt giá lặp đi lặp lại thời gian qua. Vâng, thưa bà An, chúng ta có thể thấy rằng là việc giải quyết được bài toán liên kết chuỗi có thể nhận thấy những cái hiệu quả nhất định cho người nông dân và chính quyền địa phương khi mà giải quyết được thực trạng được mùa mất giá như chúng ta vừa mới chia sẻ, vốn thường thấy ở thường xuyên với nông sản của nước ta. Thời gian qua thì không biết là Đông Phát Food cũng đã thực hiện liên kết các vùng trồng khoai lang, mít và chuối ra sao để có thể giải quyết bài toán này cho nông dân ạ? Để đảm bảo về cái sản lượng cũng như giá cả cho về nông sản Việt Nam mình thì Đông Phát Phúc chúng tôi sẽ liên kết ký hợp đồng với các hợp tác xã đạt chất lượng để mà cung cấp sản lượng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung ứng trước một phần vốn để giúp cho bà con nông dân có thể là mua để trồng trọt hoặc là phân bón. Và khi mà đạt được cái kế hoạch sản xuất thì chúng tôi sẽ thu mua toàn bộ với giá thị trường. Trường hợp nếu giá thị trường mà rớt giá thì Đông Phát Food chúng tôi sẽ mua giá cao hơn là từ 500 đến 1.000 đồng một ký để hỗ trợ cho bà con nông dân. Vâng, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và tôi cũng được biết rằng là Đông Phát Food thì cũng là một cái thị trường mà trái cây sấy mà rất được nhiều nước ưa chuộng. Tức là chúng ta sẽ xuất khẩu là trước, và đến bây giờ thì Đông Phát Food cũng mới bắt đầu đánh vào cái thị trường của Việt Nam. Và để mở rộng cái việc là tiêu thụ nông sản cho người nông dân thì đến nay đơn vị đã có những cái bước đi như thế nào để chúng ta có thể mở rộng diện tích cũng như là nhà máy chế biến, để từ đó chúng ta góp phần vào cái việc là tăng trưởng của ngành xuất khẩu rau củ quả của nước ta. Để mà có thể thu mua được cái lượng nông sản lớn giúp cho cái bà con nông dân ổn định về cái yên tâm mà trồng trọt thì nhà máy chúng tôi năm 2023 đã tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đến 30 tỷ để mà mở rộng dây chuyền sản xuất, nâng cao dây chuyền sản xuất và mở rộng các kho chứa hàng để giúp cho có thể được bao tiêu cái nguồn vùng nguyên liệu mình rộng hơn và giúp cho sản lượng bà con tiêu thụ được tốt hơn, nhiều hơn. Thưa quý vị, hiện nay 95% sản phẩm rau củ quả sấy của Đông Phát Food đang được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Để tiến tới mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất cũng như thực hiện chiến lược người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua Đông Phát Food đã không ngừng xây dựng thương hiệu sản phẩm trái cây sấy của Việt Nam thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Vâng, và đây cũng là bước tiến mới trong việc đưa sản phẩm lành mạnh có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam được phục vụ chính người tiêu dùng Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Khoai lang tím sấy, khoai lang vàng sấy, chuối sấy, mít sấy, khoai môn sấy, trái cây tổng hợp sấy là 6 mặt hàng chiến lược được doanh nghiệp này đưa vào tham gia chương trình mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị cho nông sản Việt. Hiện tại, Đông Phát Food không ngừng tìm kiếm, hợp tác với các vùng trồng nông sản trên khắp Việt Nam để chủ động được nguồn nguyên liệu chất lượng, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Thưa bà An ạ, việc tham gia chương trình OCOP đạt được chứng nhận quốc tế thì giúp ích gì cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu cho thị trường trái cây, rau củ sấy trong nước thưa bà? Vâng, Đông Phát Food thì không chỉ có mỗi OCOP 4 sao mà còn có các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, HALA và ISO 22000. Còn để đạt được OCOP 4 sao thì chúng tôi phải có đầy đủ các tiêu chí đáp ứng xét duyệt của bộ OCOP 4 sao. Và để đạt OCOP 4 sao này thì điều đó có nghĩa là khẳng định được cái chất lượng về sản phẩm, đồng thời cũng khẳng định uy tín của công ty Đông Phát Food, đồng thời giúp cho Đông Phát Food có thể là xuất khẩu bằng chính thương hiệu của mình. Dạ vâng, được biết là 95% cái sản phẩm trái cây, rau củ sấy của doanh nghiệp chúng ta thì là xuất khẩu sang các thị trường khác. Vậy vì sao trong thời gian tới thì Đông Phát Food lại hướng đến thị trường của Việt Nam và chúng ta đã có những cái chiến lược gì cho thị trường Việt Nam ạ? Như chúng ta thường biết là người Việt Nam mình thường những đồ ngon nhất, chất lượng nhất chúng ta thường đem đi xuất khẩu. Còn với tôi thì tôi mong muốn rằng là người Việt mình được dùng sản phẩm của người Việt chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe mà giá cả lại là tốt nhất. Chính vì vậy mà thương hiệu Đông Phát Food và thương hiệu An Phát ra đời nhằm phục vụ đến tất cả những người dân Việt Nam mình, người Việt sử dụng hàng Việt tốt cho sức khỏe mà lại giá cả tốt nhất. Chúng ta làm như thế nào để có thể cân bằng về cái việc chất lượng cũng như là giá cả? Về chất lượng hoặc là giá cả thì ngay từ đầu là Đông Phát Food đã đặt mục tiêu là bao tiêu toàn bộ sản lượng cho bà con, cho nên là cái nguồn nguyên liệu luôn luôn ổn định và cái giá cả cũng luôn ổn định, không có sự tăng xuống bất thường, vừa đảm bảo cho bà con nông dân được mùa tốt nhất, cũng vừa đảm bảo cho Đông Phát Food có đủ nguồn tiêu thụ, vừa xuất khẩu và vừa cung cấp trong nước. Đông Phát Food đã cho ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau để có thể tiếp cận được tất cả mọi thị trường của Việt Nam mình. Ví dụ như hàng Đông Phát Food thì chúng tôi sẽ chọn những cái miếng to, miếng dài, miếng đều nhất thì chất lượng nó như nhau thôi. Nhưng mà khi chúng ta đổ ra một cái đĩa chúng ta mời khách thì nó sẽ bắt mắt hơn, vì cái miếng nào nó cũng to, dài thì nó chỉ khác nhau, chênh nhau một chút như vậy thôi. Còn ví dụ của An Phát thì chúng tôi sẽ cho cái lượng mà có những cái miếng nó ngắn hơn hay nó nhỏ hơn, thì cái đó nó lại đặc thù của nông sản Việt Nam. Thì chúng tôi có sự phân định rõ ràng để cho khách hàng yên tâm ngay từ đầu. Trước khi bước vào lĩnh vực nông sản thì chị kinh doanh những cái lĩnh vực hoàn toàn khác như là gạch men hay là bất động sản đúng không? Thì không biết là điều gì thôi thúc để chị An dấn thân vào một cái lĩnh vực mà hoàn toàn mới mẻ như vậy? Thực ra cái ngành mà cho tôi cuộc sống mà ổn định và tôi theo đuổi 15 năm đó chính là phân phối gạch men khắp cả nước. Nhưng mà trong cái thời điểm dịch, có một người bạn của tôi chính là bà chủ của nhà máy Đông Phát Food, là tổng giám đốc là chị Nguyễn Thị Mai. Thì trong cái thời gian đó là bọn tôi luôn đi giải cứu những cái nông sản của Việt Nam mình, và cảm thấy rằng là mình yêu thích cái mảng nông sản này. Và chính vì thế, đồng thời là cái nhà máy cũ này họ làm ăn thì họ có những cái vấn đề gì đó, họ muốn bán nhà máy. Và sau dịch một cái thì chị Mai cùng các cộng sự với chúng tôi là đã mua lại cái nhà máy Đông Phát Food chuyên về tất cả các loại sấy khô. Và chúng tôi tập trung chủ yếu ở Việt Nam sẽ là mít sấy, chuối sấy, khoai lang vàng sấy, mít sấy và khoai môn sấy. Qua những cái tâm sự vừa rồi của chị An thì chúng tôi cũng cảm nhận được là cái tình yêu với lại nông sản Việt và những cái sản phẩm Việt Nam của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là với cái cách kinh doanh mà một người có tâm như là chị An, cùng với lại việc là chúng ta có những cái chiến lược nhất định thì sản phẩm của chúng ta sẽ phát triển rất là lâu dài và phát triển mạnh trong tương lai. Thưa quý vị khán giả, với những bước đi mới, với chiến lược kinh doanh, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, chú trọng đến chất lượng vùng nguyên liệu cũng như là đưa ra triết lý kinh doanh với việc đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, chú trọng sản xuất các sản phẩm chất lượng an toàn, Đông Phát Food sẽ ngày càng được người tiêu dùng trong nước biết đến nhiều hơn. Vâng, và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn rất nhiều bà Đỗ Minh An ngày hôm nay đã đến trường quay và chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị.